tiếp tục thì bữa nay hết sơn báo cái giá lúa OM18 28 đồng Vĩnh Châu dùm con mình xem ha. Đây là máy Kubota 93 ha. Nói chung là lúa không có bông mà hạ kiện nhiều bà con ơi, nên máy nó chạy nhẹ máy quá, chạy nhanh quá. Chứ mà lúa bà con mà bông quạt quạt á chạy không có được nhanh gì đâu, sững máy á. Nhưng mà lúa bây giờ bà con mình làm thắt quá, nhờ được cái giá ha. Và giá lúa ở đây thì sơn thì sẵn thì cũng báo cho bà con biết luôn, nắm luôn ha. Thì đây giá lúa bà con mình cắt lên ha, do cuối vụ rồi lúa không có nữa, với cái nhu cầu xuất khẩu rất là cao ha. Lúa không có năng suất, thiếu gạo đó, nên là giá lúa rất là cao. Còn cái dàn bông đây thì bà con thấy rồi, nông dân không có giá là thua đó, chết luôn á ha. Đấy thì lên mạng nói bà con mình làm lúa trúng đâu mà trúng không biết nữa, hắt bỏ mẹ luôn, nhờ được cái giá đó kéo lại chứ không thôi là lên gãy hết rồi. Không thôi lúa này mà không có giá là coi chừng nguyên cái khu này bà con mình lên trồng mít hết rồi, hạ mít thối bỏ cái trồng lúa kiểu này chết luôn ha. Thì ở đây bà con mình lấy cọc sớm á nên là được có 9.600 à đó, cái khu này 9.600 nè. Bữa hổm bà con mình nghe làm lúa mà lấy cọc sớm không sợ, sợ lúa sụp mà lúa lên không sợ, sợ lúa sụp mà bà con bán cái giờ cho bà con bán 10.000 bây giờ lúa sụp nó cũng xin bà con à, ở đó mà sợ cái gì hả? Mà thời buổi bây giờ sụp không có đường nào mà sụp cái sơn á, cuối vụ từ đây tới tết đó bà con lên mơ 11.000 luôn nè đó. Thì hiện tại là bà con lấy 96 á, nhưng mà bữa nay nó lên 10k rồi bà con ơi. Nó bà con này nhẫn dựng hết rồi. Một số bà con lấy sao 97, 98, 99. Nói chung là lái nó bỏ cọc nó nhắn được 100 nào 200 đó. Nói chung là giá 10 ngày cũng mới có 3 4 ngày nay rồi bà con ơi ha. Nói chung vậy. Thế này lúa rất là thưa, đó là máy chạy nhanh nên không có. Lúa rất là thưa hết nên là chạy nhanh cũng không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề ra lúa. Lúa bà con mà bông dày bông nhiều lá xanh á mà chạy nhanh là nó đường não ra lúa vậy ha. Còn nói chung máy lớn mà lúa thưa vậy thì nói chung mà chạy nhanh thì không có thành vấn đề gì ha. Cũng ra nhưng mà hạn chế thôi. Lúa bông nhiều chạy nhanh là bông nhiều, lúa dày bà con bông nhiều chạy nhanh là nó quýnh không kịp. Nó thứ nhất là còn trứng cá, thứ hai là ra theo gom. Nói chung mà nó tùy theo lúa xanh lúa chín nữa. Nói với lúa là một số bà con nó cắt còn tươi còn khô không có ha, yêu cầu lúa bà con chín rồi là giá như nhau. Đối với cái vụ thu đông này và cuối vụ này thì giá lúa rất là cao, nên là lúa chín là lụm đó, không có nói là còn xanh những yêu cầu vô gạo đầy đủ hơi chín chín nó còn hơi xanh chút đỉnh thì vẫn là bán cái giá cao luôn ha. Mấy chú nông dân này sớm giờ ngồi nhóm đít thế này bán 96 lỗ lúc rồi, lỗ tới 300 đồng, 200-300 đồng thì để ngồi hết sơn coi ra được nhiêu bao lắm con. Nói chung miếng này thì nó nhỏ dễ tính mà. Giờ bà con làm lúa mình vào cuối vụ thì thường nó gậy tập trung với gây hại vào giai đoạn 80-85 ngày á. Nếu mà giai đoạn cuối đó bà con mình không xịt á là sẽ bị tình trạng là cháy gậy. Máy 93 này chạy cũng tương đương với máy 105 à. Máy này thấy còn mới, không biết cái máy trong mới không, thấy ngoài sơn mới. Còn mấy lần mới xong rồi con ơi. Đây bán được 9.600, đây bao này cũng bao bự ha. Bao này trung bình chứ cỡ 60 á, bao hai sọc vàng này là nặng ký với lúa bà con xanh. Cái này làm như nó bị gãy cổ lai gai nè, cho bà con bỏ sao á nè, để máy chạy qua hết trơn cho bà con xem á. Đây cái này là do vấn đề bị cổ vé của bông nè ha, do các cửa cuối bà con không xịt thêm bằng đậu ôm á, bị gãy cổ nè, nè chích nè,
thì cắt lỗ giống luôn. Bây giờ vậy giai đoạn cuối tám mấy ngày là từ 85-87 ngày đó, bà con xịt là tới chín mấy ngày là gãy hết trơn. Cái này là gãy có bông nè ha, cái gãy này là nhẹ ký nữa. Đây đây bà con lưu ý về cách làm lúa ha. Trong cái vấn đề các cái vấn đề về cái sâu cuốn lá với đậu ôm rồi, con lưu ý tập trung vào thời tiết bây giờ nó làm những thay đổi, tập trung vào cái giai đoạn cuối là nhiều ha. Đặc biệt là đậu ôm có bông thì con nên lưu ý ha, để nó mắc cái năng suất của bà con á, đậu ôm có bông á. Đây nói chung thì cũng còn phèn nhưng mà nó chai ngắt rồi. Máy chạy còn đất ướt mà máy chạy không lúng luôn. Nó chai rồi ha, đất này cũng như là nó chai rồi. Để coi được như bao. 2 4 6 8 10 12 13 4 5 6 7. Đây 17 bao. Coi trên xe bỏ xuống mấy bao nữa. 3 4 5. Hãy lại đây nè, 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 15 16 17 18 19, 20 21 bao, cũng như 21 bao kia 2 khúc mấy con, thì cũng như là công có 10 bao thôi. Này 2 công nè đó, miếng này 2 công cắt đúng luôn nè đó, không chạy đường nào hết trơn á, y gan luôn hết mọi con. Nói chung là năng suất ở đây cánh đồng ta sao lại gan vậy luôn á, vậy vậy đó. Rồi thì rất hơn chia sẻ cho bà con ha. Nói chung thì nguyên cánh đồng thì ta sao là mình dạy đó, nó nói chung là không có trúng đâu, có như có trúng thì dài dài xuống cái quần gòi đó đó thì có thể trúng hơn 1 bao 2 bao thôi chứ không nhiều đâu. Đây 10 bao với 11 hoặc 2 bao ha. Nói chung là vậy. Bao này nói chung thì nó cũng thấy nó vô cũng mềm lắm con ơi, khoảng 57 kg à. 57 bao là nó no thì khoảng 60 thôi. Thì nó trung bình 96 thì nó cũng trung bình bao từ 500 kg đến 600 ngàn bao á. 6 triệu trên 1.300 mét vuông. Gọi là nó 27 28 bao. Được rồi hả chú? Còn 21 bao hả?